Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hôm nay thì mình đang có mặt ở trên nhà em Nhị. Hôm nay là 28 tháng 8 rồi các bạn ạ. Còn khoảng mấy hôm nữa thôi thì các cháu bắt đầu đi học rồi. Anh em có mặt ở trên này thì hôm nay sẽ lên dẫn cháu Cại cùng với cháu Gến, là con của em Nhị, em Mụi ấy, thì đi sắm một ít quần áo, giày dép cũng như là ba lô để các cháu đi học các bạn. Chắc là cháu Cại thì sẽ sắm nhiều hơn một chút, còn cháu kia thì mới gần 2 tuổi thôi các bạn. Nên là cũng anh em sẽ mua một ít quần áo cho các cháu. Cũng rất là cảm ơn có chị ở bên Mỹ, chị Nguyễn Nguyệt đã gửi cho hai cháu 100 đô để mua quần áo cũng như là mua sắm những cái đồ dùng cần thiết cho hai cháu. Đây, sáng nay anh em lên, thời tiết hôm nay khá là nắng. Bên này là hai cháu đang ở nhà một mình à? Không có ai thế nhỉ? Bố đâu? Cái ơi! Nhị ơi! Không có ai ở nhà sao các bạn? Thấy mỗi hai đứa thôi, đang thay quần áo cho nhau. Chắc là vừa nghịch đất xong à? Vừa nghịch đất nghịch nước sao quần áo ướt hết các bạn ạ? Này, bạn này thì trong cái thời gian anh em làm công trình ở trên này là cũng rất là thân thiết, quen rồi. Như bác, như chú trong gia đình luôn các bạn. Vào là cuốn lấy luôn. Bạn này thì mới được gần 2 tuổi, 2 tuổi sao? Trên này thì đợt này là đầu năm học nên là anh em chủ động vào trước sắm cho cháu một cái đồ dùng cá nhân để bước vào năm học mới, thì cháu đến tuổi đi học xuống cháu nhé. Cại xuống để bác cháu lớn cháu này bé thì mầm non chưa nhận. Sáng nay thì công trình ở bên đề chơ ấy, anh em làm cống ở trên đấy thì bà con hôm nay vẫn tiếp tục đổ đất các bạn nhé. Chắc là khoảng 1-2 hôm nữa thì sẽ đầy thôi. Trên đấy thì bà con hôm nào cũng đi cả bản nên là sẽ gấp rút nhanh thôi. Nào, nào, bạn này tránh ra nào, để bác mở cửa nào. Không biết là A Nhị hôm nay đi làm cái gì nữa. Anh em thì gọi ở trên này thì mạng nó chập chờn lắm các bạn. Có lúc thì gọi được, có lúc thì không. Nhà cửa cũng gọn gàng, sạch sẽ. Đây, cái máy phát hôm trước anh em mua cho đây. Còn ngon lành lắm. Bên này là cái phòng ngủ ấy. Mở cửa ra cho nó sáng. Đấy, ba bố con em Nhị với hai cháu là ngủ đây. Thấy khác là cho trang trí cái đèn nháy này vào để làm cái bóng ngủ hay sao nữa. Đây cái đầu đĩa đây. Hôm trước có cái bác ở dưới Nghĩa Lộ gửi cho gia đình này. Không biết là Nhị có biết sử dụng hay không. Còn quần áo của các cháu thì gấp gọn gàng. Đấy. Cặp đây. Cái này là cặp cũ. Hôm trước là mua rồi. À. Trong đấy. Cái thời gian làm nhà là mua lên rồi đúng không? Đấy, cháu thế này là tầm này là vừa cho em cho cháu Cại rồi. Thế thì chiều nếu mà xuống một lúc nữa mà xuống thì sẽ không mua cặp nữa, thì mua một ít sữa, bánh kẹo với lại quần áo cho các cháu thôi. Sang bên này. Bên này thường thì phòng này là để cho khách đúng không các bạn? Thi thoảng là có cô chú anh chị trong gia đình lên thăm thì sẽ ngủ đây. Còn thường thì ba bố con vẫn ngủ ở phòng bên kia. Đây, bếp đây. Chạm bát rửa sạch sẽ xong là xếp vào trong này, rất là gọn gàng. Nhà vệ sinh đây. Đấy. Sáng nay thì anh em lại vội quá nên là chưa kịp mua bánh kẹo với cũng quà lên cho các cháu. Nhưng mà đằng nào thì lát nữa cũng đi sắm đồ thì sẽ
mua luôn một thể. Đấy, ra ngoài này Cại đang giặt quần áo cho em cháu Gến đấy. Không vò được à? Không vò được à? Phải dẫm thế á? Cho nó đưa qua xem à. Ê, cái này có xà phòng chưa? Chắc là có rồi nhưng mà hơi ít các bạn. Có mùi xà phòng hay có bọt rồi. Ông bà đi đâu? Ông bà đi đâu? Bạn này mới học lớp 14 tuổi nên là nhiều lúc mình hỏi cũng chưa biết hết tiếng phổ thông ấy các bạn. Ở trên này thì thời gian này bà con đang hình như là vẫn đang đi cấy. Ông bà cũng bận việc một chút. Với lại thi thoảng là phải đi phát cỏ quế. Đa số là ở trên này trồng quế rất là nhiều. Đến cả cũng đi làm thuê nữa. Nên là mị là hôm nay là để hai cháu ở nhà. Không biết đi đâu, tí nữa sẽ xuống dưới kia hỏi ông bà xem. Đây cái áo của, không biết là của Cại à? Hay là của em? Cái này là dùng chân dẫm nên không mãi không ra đâu. Mình vò tay mãi cũng không ra này các bạn này. Quần áo cũ quá rồi. Còn mấy bộ này là đợt trước anh em làm nhà là cũng mua lên cho các cháu. Nên là nó còn mới một chút. Tí nữa đi sắm quần áo nhá. Đi sắm quần áo với dép nhá. Với mũ đi học nhá. Vò hai lần rồi các bạn. Đấy, xem bác vò đây này. Đây này. Vò đây này. Vò đi. Nước rất là mát luôn các bạn ạ. Đây này. Trong vắt. Ở đây thì cao nên là bà con thường không đào giếng đâu. Dẫn nước ở cái đợt trước anh em đi dẫn cùng nhị về này, nước về nhiều lắm. Bên này là em mới nó kiểu sợ nó đầy cái tét ấy. Thì em mới dẫn ra bên này một cái vòi chảy liên tục. Những cái công việc hàng ngày của Cại đây các bạn. Rất là thương hai đứa trẻ này. Đây này, Cại vắt cái này nhẹ. Cái này quần của Cại hay quần của Nghiến đấy? Của Cại à? Chắc tí nữa phải sắm một ít cái móc quần áo anh Ninh ạ. Kia thế, móc quần áo ở trong lán gì nhiều lắm. À, ôi cháu chào chú. Cháu chào chú nhá. Lên không thấy ai ở nhà cả. Thấy mỗi hai đứa. À chú đi phun thuốc ruộng vậy ạ. Cô thì đi đâu chú? Vâng. À chắc là nó vừa mới lên đây được quá. Lúc anh em bọn cháu lên ấy. Ừ nó vừa về ấy mà. Nhị không biết đi đâu hả chú? Phát cỏ quế ở đấy á? Thuê á? À. À, nhị đi phát cỏ quế thuê các bạn ạ. Thảo nào lên không thấy. Với cả cái khu vực ở trên đấy cũng gọi cũng không có sóng mấy đâu chú nhỉ. Anh em một cháu hôm nay lên ấy chú ạ. Sắp cháu nó sắp đi học rồi, tí nữa anh em bọn cháu xin phép cô chú là cho hai cháu nó đi xuống dưới kia để sắm một ít quần áo với giày dép.
Thì đứa này cại này sắp đi học ấy. Ngày mai đi học rồi á? À, qua mùng 2 tháng 9 mới đi học thôi. Anh em trong báo lô đi bản đi rừng có mì tôm. Nên đấy cháu đòi ăn mì tôm. Đó, bác bóc cho, ăn mì tôm sống. Nha. Cại ăn không? Cại ăn mì tôm không? Ra đây nào. Đây bác lấy cho. Đây bác lấy cho. Chắc là không hay ngủ trưa đó quá à. Hay đi chơi đây. Suốt nên là nhìn da bác đen lắm. Bây giờ đấy nhỉ. Toàn đi cái đứa con cháu. Cháu ở địa phương chơi. À trẻ con là thế mà. Hay đi chơi. Trời nắng to cũng đi chơi. Thế là đen xì. Cái ơi, để cho bác mượn cái bát. Nhá, chiều bác đi vào trong chỗ bố. Ờ, nào đi, ăn đi. Ờ. Dạ. Bác lấy cho. Đấy, trong này rồi. Ừ. Còn nhiều. Chiều xuống đi mua quần áo nhá. Nóng quá, vẻ không mặc được quần áo rồi, vừa phun xong xuống, phun chưa hết, vã bình rồi. Chú phun cỏ đằng sau này. Chú ơi, chú ở nhà nhé. Ừ. Anh em cháu sẽ đi lên trên chỗ mấy anh em nhị đang phát cỏ thuê, với lại nhân tiện anh em cháu qua mấy cái đám nương hôm nọ nhị vừa phát ấy. Không biết là phát xong chưa, xem là như thế nào. Nhưng mà phát xong rồi, không kia phát xong rồi. À, sáng nay là nhị đi từ mấy giờ hả chú? Sáng đi rác vào khoảng 7 giờ nó đi được quá. 7 giờ ạ? À. Rồi. Đây đi lên trên đường này này các bạn này. Cái đám ở trong kia phát xong rồi, hôm kia là ba người phát mà. À, phát xong hết rồi gì? Phát xong hết. Vâng. Cái bên gió ré là cái trước là anh em đi quay cái đợt đi giúp em nhị làm cái ruộng ở đấy ấy. Chỗ mấy cái đám ruộng ấy các bạn. Cách đây khoảng hơn một cây số cơ. Đi, anh em mình đi thôi anh Ninh nhá. Cứ tưởng là hơn một cây số các bạn ạ. Tưởng là đến cái chỗ đoạn ruộng của nhà em nhị thôi. Nhưng mà đi vào trong này khoảng 5 cây số nữa. Đây là đi vào trong rừng già rồi các bạn. Vừa nãy là có một em cũng trong cái đội đi phát thuê cùng anh nhị này đi lên đây. Nên là mới biết đường vào chứ không thì mình cũng chịu. Đấy nhìn con đường đi vào này. Lầy ác. Ở bên dưới này là có một cái khe nước chảy to lắm. Hình như là ở đây là cái đường tắc tơ đi vào được cái chứ. Đây này. Có những cái nốt xe tắc tơ hay sao đây này. Tắc tơ đi vào mùa chậm thế này. Cái này là nắng đấy nhá. Nếu mà mưa thì chắc là cũng không đi được đâu. Lầy lắm. Đây. Xe của mấy anh em để đây hết này các bạn này. Ôi, xin chào. Đang làm gì đây? Làm cái bếp lửa ở đây á. Đấy, cái cuộc sống của bà con ở trên này như thế đấy các bạn. Xong hết cái mùa vụ. Gặt lúa các thứ cấy hái xong hết là đi phát cỏ nương. Đấy, A Nhị thì chắc là tít trên kia rồi. Trong 3-4 anh em là có ở trong đấy hết. Cái này là đồi của nhà ai đấy? Của nhà Vạn. Người ở trong làng mình à? Vâng. À. Có cái khe nước này thì tha hồ mà nấu nướng các thứ ở đây luôn này. Cái này chảy ở trên đỉnh núi cao kia xuống nhiều nước nhỉ? Vâng. Mình cứ lo là không có nước uống vừa rồi là phải lấy một chai nước ở nhà nhị đi theo đây này. Vừa đi vừa uống gần hết rồi. Mà không ngờ lên đây nước to thế này các bạn. Xuống đây rửa chân cái đã các bạn. Úi dồi. Mát thật đấy.
Cái này tí muốn tắm ở đây luôn đấy. Cái này cho mấy hòn đá ở đây xong là lấy cái tải hoặc cái ni lông ở đây chắn nước cho cao lên một chút xong tắm ở đây thì tuyệt vời luôn. Thích thật. Đây bây giờ anh em đi lên trên này xem anh Nhị cùng với mấy anh em phát nương đã. Quế này chắc vừa mới được khoảng hơn 2 năm rồi các bạn. Hôm cái quế giống mà anh em đi đặt mua cho Nhị thì nó cao bằng này cơ. Đấy. Cái này là phải phát đi. Xong là cây nào mà chết thì sẽ phải cấy vá vào. Ôi, xin chào nhá. Đông lắm các bạn, không phải mỗi mấy anh em anh Nhị đâu. Cả các cô, các chị ở trong bản nữa. Bãi này rộng nhờ. Bãi này chắc phải đến cả HA quá à. Bên kia là bà con cấy cái lúa nương này các bạn. Cái này là không biết là đất của bên Gió Ré hay là của cả của bên Cam kia. Cái này là đất bên Gió Ré. Bên Gió Ré à? Ừ. À, cũng người Gió Ré thuê mình luôn. À. Ôi, xin chào mấy thanh niên của bạn. Đấy, mỗi người một cái máy phát cỏ đây. Vui lắm. Hả? Ôi anh cứ tưởng khoảng hơn cây số mà đi vào đây sâu thế. Phải đến 5 cây số quá từ nhà Nhị vào đây nhỉ. Tầm nó cũng xa thế đấy. 5-6 cây đấy. Cả bên này nữa à? Vâng. Mới bắt đầu phát buổi sáng nay thôi đúng không? 10 máy. 10 máy ở đây này, pha tít ở dưới kia vòng lên trên này rồi các bạn. Ờ, xin chào. Phát hết cả cây chuối đi à? Tiếc thế. Quá rồi, đây nhiều chuối chặt cần mấy cây nào mấy. Đã Nhị không lấy cái máy mới đi mà phát thì dùng cái máy cũ này. Cái máy mới không, sáng nay là nó pha nhớ 2T phải mang cái này đi. À. Anh em lên đây cũng khá là muộn rồi các bạn. Anh em bắt đầu nghỉ ăn trưa rồi, chiều mới bắt đầu phát tiếp. Chào anh em nhá. Nghỉ trưa rồi. Sáng đi làm mấy giờ mà bây giờ mấy giờ rồi? Oh, bây giờ 12 giờ kém. Đấy, anh em đi từ hai anh em đi từ ngoài cho vào không biết đường. Đi suốt từ nhà Nhị vào đây nó khá là xa. Đi vào thì vào giữa rừng, khung cảnh ở trong rừng, nước suối chảy. Bên này có suối sạch nhỉ. Mấy anh em hay nghỉ xong rồi tắm chữ tắm luôn cái suối này. Nước ở đây sạch đấy nhờ. Cái này mang cơm từ nhà đi rồi. Đây không biết của chị nào hay của anh nào đây. Đậy bằng cái lá này là lá giấy. Ôi. Nấu cơm ở trong này à? Hay nấu thức ăn không thôi? À, nấu thức ăn à? Cơm mang đi à, gạo cơm mang từ nhà đi rồi à? Thái thịt ở đúng mà ở giữa rừng thế này. Hả? Làm một miếng cây. Hai giờ là cuối. Nhị sáng đi làm đi sớm không? Đi từ 7 giờ. 7 giờ à? Từ nãy anh vào thấy hai đứa nhỏ ở nhà dắt nhau ông bà quá. Không, lúc anh vào là gặp ở nhà á. Dắt nhau đi cái đường á. Mẹ nào hai đứa về sau lại xuống dưới nhà ông bà. À, cứ đi xuống nhà ông bà xong lại về. Và anh lên bảo là xong rồi chiều xuống đi mua cho các cháu. Có cô Nguyễn Nguyệt
ở Mỹ gửi cho hai cháu là 2,3 triệu. Chiều mình đi mua cho các cháu bộ quần áo để sắp đi học chưa? Các cháu sắp đi học chưa? Bao giờ thì đi học? Chắc qua mùng 2 tháng 9. Qua mùng 2 tháng 9 à? Vâng. Mua cho các cháu mấy bộ quần áo để cháu đi học. Vâng. Đây bên này anh em bắt đầu nhóm củi lên rồi các bạn. Không mang không mang theo cái nồi để nấu bếp à? Đó. À. Cơm thì anh em là sáng ra chuẩn bị nấu cơm ở nhà đi rồi, xong là gói lên đây. Lên đây mới chế biến thức ăn nữa các bạn. Cây này là cây gì? Nhặt một ít rau rừng về làm canh thôi quá. Rau mét á? Rau mét này, xong là rau dớn này. Xung quanh đây có rất là nhiều các bạn. Nói thật với các bạn là mình rất là thích những cái cuộc sống nó gần gũi với thiên nhiên thế này. Ở trong này thì cây cối um tùm này, xong là khí hậu nó bao giờ nó cũng mát mẻ hơn dưới mình rất là nhiều. Vì nó không có bê tông mấy mà các bạn. Cực kỳ thích cái coi cái khe nước này. Cái này kiểu gì lát mà nóng thì cũng phải xuống tắm một chút. Đấy, cô với chị này thì nghỉ sau anh em một lúc. Mát quá anh nhỉ. Chị Lưu à? Phải không? Chị Lưu đúng không? Mình không biết dùng cưa máy đâu quá chị. Dùng dao à rượu đấy. Dùng dao phát nhanh hơn à? Vâng. Đây bên kia thì mọi người đang nấu thức ăn. Bên này chị với lại hai chị vặt rau. Rau gì đấy nhị ơi? Rau mét. Rau mét. Rau rừng. Này nhặt tí ngọn của nó nấu ăn mới ngon. Vặt non đấy cả. Vặt lấy cái non. Nhiều nhỉ? Đây cả bãi luôn này. Cả bãi. Này mông nó quậy. À. Cái này là rau trồng đấy, người Mông trồng đúng không? Người Mông. Ớt này ớt hạt tiêu đấy nhỉ. Ừ. Ớt chỉ thiên. Này nhặt cái món đỏ này. Chín. Này quế có nhận lớn nhanh. Quế ở đây lớn nhanh á? Vừa năm ngoái này cấy. Quế em hôm nọ phát ra thừa quá. Phát ra rồi. Phát hết rồi à? Vâng, phát hết rồi. Xong hết. Hôm kia phát xong. Ba máy phát một ngày. Ba máy phát một ngày. Ở đây họ nhiều này, họ thuê hẳn 10, mười mấy người, 13 người à? 13 người. 13 người. Cái đám này nó khoán 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu là chia cho 13 người đúng không? Vâng. Làm một ngày hôm nay được xong không? Không biết được, chắc cũng không xong nên chắc mai vẫn còn là mùa bụi ấy. Thế nếu mà xong được ngày hôm nay thì tốt nhỉ? Vâng. Thì chia ra mỗi người được khoảng 500 nghìn. Tiền xăng, tiền dầu đi nữa. Tiền xăng là họ khắc lấy cho máy phát cỏ. Đấy các bạn, vừa mới đi một lúc thôi là được nắm rau mét to rồi đây này. Tươi ngon luôn. Đấy, nước nôi thì thuận tiện. Cứ vào rừng là không bao giờ thiếu thức ăn cả. Chỉ sợ không có thịt ăn thôi. Rau cỏ các thứ là bạt ngàn luôn.
nước trong nhỉ. Ừ, trong vắt. Cái nước này nước trong vắt luôn, mát nữa. Mình thấy là có hẳn cái ba cái chai châu chấu cào cào ấy. Cái này làm gì đây? Làm món gì đây? Cào cào. Hả? Ờ, con cào cào rồi nhưng mà... À, lấy sao ăn? Tí rang à? Ừ, rang. Nhưng mà... Rang măng chua không? Có măng chua đâu. Sao con này nó to thế? Con cái. Con cái à? Có chửa. À. Chuẩn bị đưa lên bệnh viện phẫu thuật ngay. Cái này là lúc sáng mình bắt ở trên nương à? Vâng. À, thế là vừa đi phát cỏ vừa bắt châu chấu. Cái này thế làm đi chứ. Vặt cánh, vặt ấy đi. Vặt cái cánh nó. Đi ra mổ đi. À, ra mổ à? Đi luôn, mổ xem mổ cào cào như thế nào. Vặt thế đó à? À, cho vào đây luôn à? Hay là mổ cào cào ấy đúng không? Ôi, không, nó không ra rồi. Dao ra cắt. Dao cắt. Những con bé này không phải mổ đâu. Con bé này không phải mổ à? Mổ cánh nó to. Mổ như con này. À, con này vặt vặt cái càng này đi không? Vặt cả. Vặt bỏ càng này à? Càng. À, đâu? Cái này à? Đứt cầm cái đoạn. Đấy. Đây à? Đấy. Đứt phát ra cái đoạn này. Ôi, nó đứt rồi. Đấy. Em không biết mổ. Ôi này. Ôi. Ruột nhiều lắm. Con to này. Nhiều cả đít cả đầu. Trưa nay lại có món cào cào. Cào cào rang cái gì được? Hay rang không? Rang không. À, cào cào rang. Còn ở rừng luôn, là ăn món của rừng luôn. Nha. Yeah. Lên rừng là không mang theo đũa luôn. Lên rừng chặt cây rừng về là tự vót luôn. Chén này cũng lấy cái ống này làm chén luôn nhỉ. Con gì đấy? Cua đá. Cua đá. Cua. Nướng à? Hay cho vào nước canh? Cho vào nước canh. À. Đây rồi. Cái món châu chấu rang đây rồi. Không cho ít mỡ vào. Có. Nó cả con cua đá nữa. Ôi, ừ. Một con cua nữa. Cái này mà có một ít măng chua với nước măng chua cho vào nữa thì tuyệt vời nhỉ. Bà con rải lá chuối đây. Anh em rải lá chuối đây để trưa nay ăn cơm ở dưới gốc cây to này. Dòng này là rất là mát. Bên kia là suối. Một cái buổi trải nghiệm cùng với bà con ăn cơm bên cạnh là suối và ngồi dưới gốc cây này, không biết là cảm giác thế nào. Đây là cái củ chuối rừng đấy. Đây đúng là bố em vẫn chửi em là đầu như củ chuối đây. Đây đúng là đây là củ chuối. Cái này nấu mang về nấu con lươn ấy, cho củ chuối này nấu ăn rất là ngon. Củ chuối này là củ chuối ở trong rừng. Đây, những cây như này xong là nó cây to nó đổ nó gãy đi là nó trơ lại cái củ như thế này. Đây ngồi chỉ đáy lao ở dưới kia. Hôm nay anh ở chặt thử cây chuối này, bóc lấy cái lõi chuối, cái ghém ghém cái gì được? Chắc chấm với ớt ăn. Chấm ớt à? À, món lõi chuối chấm ớt. Bóc lấy cái lõi trong non thôi đúng không? Vâng. Đây đúng không? Đúng mà. Người rừng mới có những cái món như này thôi.
Đấy. Đấy. Ngọt lắm ấy nhá, không phải đùa đâu. Cái này được chưa? Được. Bóc thêm tí nữa. Này. Đầu tiên ăn cái này ấy, nó ngọt, nó không chát đâu. Cái chuối nó có nhựa chát nhưng mà cái này không chát như cái hoa chuối đâu. Ăn nó như ngó sen đấy. Ăn chuối rừng, uống nước suối luôn. Cuộc sống thực tế của bà con ở trên bà nhóm cơm kia đi làm nương, đi làm thuê đấy, trưa là ăn cơm ở trên nương như thế này luôn, cơm ở giữa rừng này mà mọi người đang với chún có tức là ăn cơm nó mưa thì làm thế nào được nè. Này mình mưa thì khổ nhỉ, vất vả quá mới tôm điệu. Thời tiết nó lúc nó nắng giáo này thì chiêu nè nương mà ông ở đây luôn ông ơi. Đây nó gặp mưa bớt chuột thì đây là Âu, em mang từ nhà đi à? Vâng. Đây là ống cơm của em đúng không? Vâng. Thế là có cá khô với lại có cá mắm với lại cơm. Cơm. Coi lại cả rượu nữa cơ. Đây có cả rượu. Đơn giá. Cái này anh không uống đâu. Làm anh không. Làm không làm không uống đâu. Đây là cái khu cầu chiên hả các bạn? Ồ, 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 ồ. Thiên luôn. Món này là chấm cái này đúng không? Đang. Ok. Đây đa cầu. Đa cầu ha. Rất là tuyệt vời các bạn, các bác ạ. Anh em trong rừng trải nghiệm. Đây là rất là chân này vào. Chân thực cuộc sống của bà con. Thôi mời mọi người ăn trưa nhá. Mời các chị, các anh ăn trưa nhá. Đây, quán trưởng bún nướng này. Này, quên hết đi. Cái này chấm ớt đúng không? Ở trên con nhiều không? Nhiều á. Lá ấy. Thấy thế nào anh Nhưng? Cái lá này thơm như mùi hạt luôn. Anh Quyền ơi, lấy cho em một lá. Đây, thêm một lá nữa đây. Quá trời. Tết 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 đâu ta quay được. Còn cái lõi chuối này chấm cái súp ớt này ngon phết nhỉ. Đúng là những cái món ăn của núi rừng. Ăn như này mới ngon. Thơm quá nhiều đấy. Yeah. Cơm. Đây là cơm tẻ hay cơm nếp đây? Cơm tẻ. 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 Này cua sạch đấy. Sạch của chuối của rừng. Cho em xin nhá. Vâng. Sai một đảo này về đi cả một ly chết. Cơm đây là ăn no. Anh em nghỉ, người thì nghỉ trưa, người thì tranh thủ phải mai cả cái này cơ à? Mai mai. Một buổi sáng đi làm nó cùn, nó bây giờ là nghỉ trưa thì lại tháo lưỡi ra để mài đúng không? Để nó quằn hết rồi. Sáng dậy mai. Hai mặt rồi. Mà hai mặt à? Mà hai bên à? Mài bằng cái đá suối này luôn á? Ở nhà thì có máy, còn ở đây thì... Mài đá suối đấy sắc không? Hà Nhi ơi! Mài đá đấy sắc không? Mài cái lưỡi dao phát bằng cái đá đấy luôn. Mài ở giữa suối luôn. Thank you.
người làm vừa làm được khoảng độ hơn một tiếng đồng hồ. Nó nắng quá, mọi người lại chạy xuống cái gốc cây ở dưới bờ suối kia, ngồi nghỉ giải lao ở dưới đấy. Tắt cả ngày hôm nay thì được khá là nhiều, chỉ còn một chòm chòm tí chỗ này thôi. Nên là giờ Nhị sẽ xuống cùng anh em để đi ra ngoài chợ mua cho các cháu một mấy bộ quần áo. Đi thôi. Chuẩn bị các cháu đi học. Mấy anh em về sau nhá. Mấy anh em ở đây hộ Nhị tí nhá. Đây hiện tại anh em ở trên chỗ phát quế về đến nhà em Nhị rồi các bạn. Vừa nãy định đi qua xem cái nương quế của Nhị một chút nhưng mà nó xa quá, khoảng mấy cây số cơ. Với cả Nhị bảo là cũng phát xong rồi nên anh em cũng không qua nữa. Thời gian nó khá là muộn rồi các bạn, bây giờ khoảng hơn 4 giờ một tí rồi. Đợi A Nhị thay quần áo xong là đón hai cháu xuống dưới kia sắm đồ luôn thôi. Đây hiện tại anh em đi xuống đến cái chỗ này là trung tâm của xã An Lương các bạn ạ, cách nhà em Nhị khoảng 6 cây số. Hai đứa thì một đứa đang ngủ nên là không xuống được, cho mỗi mình cãi xuống theo thôi các bạn. Đây đi vào đây chọn cho các cháu một ít đồ. Cô ơi, cháu muốn mua 2 hoặc 3 bộ quần áo cho đứa này, khoảng 4 tuổi. Có mấy đứa à? 2 đứa, một đứa thì khoảng 2 tuổi mà nó còi lắm cô ạ. Nó khoảng 7-8 cân thôi, cái đứa bé. Đứa này chắc khoảng 14 cân, mình áng áng nó cũng chưa cân đâu các bạn. Con gái hết à? Con gái hết. Còn ba lô thì các bạn biết ở đây lúc sáng mình vào thì cháu có cái cặp rồi. Anh em cũng vừa mua cái đợt làm nhà cho em Nhị rồi. Thì là sẽ không mua nữa. Hôm nay thì sẽ mua một ít quần áo với lại cô có cái giày, cái dép cho trẻ con này không? Ừ. Đâu xem nào, ướm thử xem nào. Sao mà vừa mới tỉnh ngủ à? Sao? Này là vừa đấy. Cái này là của đứa 2 tuổi đúng không? Thay vào cho thử cho cạn xem. 2 tuổi này. À, 2 tuổi đây. Cho cháu nó thử đi. Ừ. Đây, một đứa bé hơn ạ, ở nhà ấy. Vâng. Đứa lớn hơn. Đây. Ở nhà đứa bé hơn ạ. Bé tí. Quần áo cho em. Đấy. Một đôi thôi nhỉ. Vâng. Cái này lấy cũng lấy 3 bộ đi Nhị ơi. 3 bộ đi. Chọn thêm một bộ cho chính A Nhị chọn cho các con. Đây để hai bố con đi vào trong này thay quần áo một chút các bạn. Mình ra đây chọn ít dép cho các cháu đây. Cái này là của cháu cại đây. Cô cũng khéo chọn. Đây có 2 màu. Đấy thế thôi, dép mỗi đứa là 2 đôi thôi. Đây này, các màu cho thằng hồn nó thay. Đâu ra đây xem nào. Đấy. Đẹp đẹp anh nhỉ. Đây. Tóc, buộc tóc lên nữa. Ôi. Đây này, bạn này lại có cháy đây này. Chưa hết cháy đâu. Cái này Nhị chắc phải mua thêm thuốc về gội cho con thôi chị ạ. Cái gì nó bị sao rồi? Có cháy quá. Thế á? Ừ. Có cháy. Trước cũng có mà. Tạm cả. Trước cũng có rồi. Đâu, đi dép vào. Đi dép này rách. Đẹp đẹp vào xem nào. Đẹp đẹp vào nào. Rách. Cái khác gì dép của anh đâu. Tạp chứ hơi cả. Khó khăn rồi là còn bị như thế nhỉ. Đấy. Đi ba mới cho. Mặc áo mới vào tha hồ mà tựu trường cùng các bạn. Mọi khi em cho nó đi học 1 năm rồi nhỉ? Vâng. Thế năm thì ngoái đi học 1 năm rồi. Mình đưa đi hay là em đưa đi? Đấy, cho các chú quay nè. Đấy.
sinh gái hẳn lên rồi các bạn. 4 giờ là đi đón. À, thế như hôm nay đi cái thuê phát cái cỏ kia thì được khoảng tiền công là khoảng bao nhiêu tiền một ngày? Ngày mà nghe nó chỉ tầm 300. 300 một ngày. Đấy. Cô ơi, gói cho cháu mấy cái bộ quần áo này với cả đôi dép này với. Cái này mang về giặt nhé nhị nhé. Ba bộ chị, ba bộ em đúng không? Ừ, ba bộ chị, ba bộ em. Thế là ba bộ to này là bao nhiêu tiền một bộ cô? 80.000 ạ. 80.000 à? Ừ. Thế cái bộ bé là bao nhiêu? 50.000 thôi ạ. 50.000 à? Ừ. Câu cước mà ít thôi. Vâng. Thế cô gói cho cháu. Đôi dép nữa. Dép nữa là bao nhiêu? Lấy một đôi bé này thôi ạ. À, đứa này thì nó đi học thì nó cần thay đổi nhiều hơn, cần dép lấy hai đôi. Thôi cái này thì cho vào đấy được mà. Cho hết đi. Đấy xong cho hết một túi rồi. Dép này thì cô bán bao nhiêu? Dép này thì cái cháu nó 40.000 đấy, 50.000. Cả ba đôi á? Ừ, ba đôi là 4 đôi. 4 đôi à? Đâu, một đôi như đâu? À ừ. Tí nữa ăn bớt của cô một đôi. 120 thôi, riêng một đôi là 120 thôi. 120. Còn ba bộ to là 200. Bốn bộ to nhỉ? 4. 4 bộ to là 80.000 một bộ. 320. 320 với 120. 440. 440 với lại hai bộ bé là 200, bốn bộ bé là 200. 640 à? 640. Cháu gửi tiền cô. Hôm nay thì A Quỳnh thì đưa em gái đi Phú Thọ, chắc là đi làm việc hay là đi học gì đấy. Nên là có gửi lại cho anh em 1 triệu trước. Chị Nguyễn Nguyệt ở Mỹ thì gửi cho 100 đô nên rơi khoảng 2 triệu 3 các bạn ạ. Nhưng mà A Quỳnh vẫn cầm ở đấy để những cái lúc nào mà gia đình A Nhị có việc hoặc là các cháu cần cái gì thì anh em sẽ mua xong. Hôm nay mới cầm đi 1 triệu trước. Đây, thấy gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên là cô cũng tặng thêm cho một bộ cho cháu cải nữa các bạn. Cháu cảm ơn cô nhé, cháu gửi tiền cô. Cảm ơn cô. Cháu cảm ơn cô nhé. Anh em sẽ đi ra đây mua một ít sữa với bánh kẹo cho các cháu các bạn. Đây, ngay đây thôi. Còn ai à? Xin chào em gái. Bán cho anh một gói bánh, một gói kẹo với lại một vỉ sữa. Bánh, kẹo, sữa. Ừ. Cái bánh gì ạ? Như em chọn nhá. Các cháu nó hay thích ăn cái bánh gì? Đây, cái bánh mềm mềm này nhỉ? Được không? Đấy, những cái này nó sẽ ăn được. Đấy, cho anh một vỉ sữa nữa em. Sữa để đâu? Sữa nào cũng được. Ăn bánh quy thôi. Thích ăn bánh quy à? À, thế lấy cái bánh quy này, thêm cái gì nữa. Lấy đi. Rồi. Đấy, hết bao tiền anh gửi? 117.000. 117.000. Ok. Gửi em. Này. Ok rồi các bạn, như vậy là hôm nay là anh em cùng với anh Ninh cũng cố gắng đi xuống đây để sắm sửa cho cháu cại cũng như là một ít quần áo cho cháu Gến ở nhà nữa. Sắp vào năm học mới rồi. Sắm sửa được những cái hành trang thì cũng xin chúc cháu cại đi học những cái bước đầu thật chăm ngoan và học giỏi. Và qua video thì hôm nay anh em cũng được trải nghiệm đi lên Cam Kìa và hiểu thêm về cái cuộc sống của bà con ở trên đấy, cũng phải bươn trải để xây dựng cho những thế hệ tương lai cũng như là cuộc sống của mình và cũng như là cuộc sống của em Nhị hiện tại đang gả trống nuôi con đấy các bạn, cũng khá là vất vả. Và
Hôm nay thì anh em mua những cái sắm sửa những cái đồ này thì còn khoảng 245.000. Thì bây giờ mình sẽ gửi lại cho em Nhị nhá. Nhị nhá. Vâng. Cái này thì em sẽ mấy nữa vâng. Cháu đi học thì em có thể là nộp tiền ăn các thứ cho cháu. Vâng. Và thế một lần nữa một lần nữa thì thay mặt cho em kênh cũng xin được chân thành cảm ơn cô Nguyễn Nguyệt. Một lời chúc sức khỏe. Đó là những cái lời cảm ơn của Nhị gửi đến chị Nguyễn Nguyệt. Và chúc cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Và bây giờ cũng khá là muộn rồi. Có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập phim ngày mai. Xin chào.